Trường Đại học Tân Tạo ra đời và đi vào hoạt động là nỗ lực không ngừng của một trái tim nhân ái, luôn mong mỏi các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sẽ có một môi trường học tập chất lượng quốc tế. Trường được xây dựng trên diện tích 103 hectare với 64 tòa nhà phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của các thế hệ sinh viên hôm nay và mai sau. Có được thành quả tự hào ấy, chúng ta không thể không nhắc tới người sáng lập Trường Đại học Tân Tạo. Thay mặt tập thể giảng viên, cán bộ công nhân viên nhà trường, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo đã nói lên những lời tri ân tốt đẹp với người sáng lập ra ngôi trường mơ ước. Trường Đại học Tân Tạo là một cái công trình lớn và rất có ý nghĩa, độc đáo của Việt Nam chúng ta. Nó độc đáo bởi vì đây là một cái trường đại học không vụ lợi với tất cả ý nghĩa của nó. Do nhà sáng lập là bà Đặng Thị Hoàng Yến, là chủ tịch của Tập đoàn Tân Tạo. Người đã có cái ý tưởng là làm thế nào có thể xây dựng được ở tại đất nước Việt Nam này một cái trường đại học của Việt Nam mà với cái chất lượng của quốc tế, mà cụ thể là trường này được dạy theo cái chương trình tiên tiến mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định, tức là sử dụng một cái chương trình của một trường tiên tiến trên thế giới. Ở trong trường hợp này chúng tôi chọn trường đại học Duke ở bên Mỹ. Thì cái ý tưởng này đó nó đã hình thành từ, tôi nghĩ là trong những năm 2005, khi mà bà Đặng Thị Hoàng Yến thấy rằng là cái gia tài của mình có thể tập trung vào để mà mình xây dựng một cái công trình gì để lại cho đất nước Việt Nam. Thì với cái ý tưởng đó, là cái người mà ở tại thỉnh thoảng thì đi sang bên Mỹ, thỉnh thoảng thì trở về Việt Nam. Lúc đó thì ở tại Mỹ, ở tại cái địa bàn Texas, thành phố Houston, thì có một cái trường đại học tư thục rất là danh tiếng của Mỹ là trường đại học Rice. Thì một số giáo sư của trường đại học Rice, đặc biệt là giáo sư Malcolm Gillis, là cựu hiệu trưởng của trường đại học Rice, nghe đến cái ý tưởng rất là cao cả này của bà Yến, cho nên đã cũng là tập hợp một số cái chuyên gia về giáo dục của Mỹ để mà đứng sau lưng bà Đặng Thị Hoàng Yến để giúp hình thành được một cái trường đại học như thế này. Và tôi thì cũng là một người Việt Nam duy nhất cũng được tham gia trong cái chương trình này ngay từ đầu. Đến năm 2008 thì chúng tôi họp trở lại ở tại Houston, Texas để mà góp ý vào cái một đồ án do một cái công ty kiến trúc xây dựng trường học Morris Architects của thành phố Houston. Cái công ty này đã cho chuyên viên sang để khảo sát cái vùng Tân Đức này để mà họ lập một cái đề án hình thành lên một nguyên một cái chương trình với những cái ý tưởng về chuyên môn của các vị giáo sư của Mỹ và Việt Nam để vẽ ra một cái đồ án rất lớn với trên một mảnh đất 103 hectare nằm ở trung tâm bên là thành phố Tân Đức, bên cạnh của thị trấn Đức Hòa của Long An, một bên là khu công nghiệp Tân Đức. Thì đây là một cái trường mà khi mà tới năm hình thành định hình của nó năm 2025 thì sẽ có khoảng 64 tòa nhà lớn nhỏ tất cả để mà thực hiện cái ý đồ này. Sau khi hội đồng đã họp tại Houston vào cuối năm 2008 thì sang đầu năm 2009 bà Đặng Thị Hoàng Yến đã cho bắt đầu đặt những viên đá đầu tiên và đóng móng đầu tiên để xây dựng cái tòa nhà đầu tiên là tòa nhà hành chính quan trị. Đây là cái tòa nhà mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm
thì đã được hình thành, đã hoàn tất. Để chuẩn bị cho năm đầu tiên tuyển sinh, Trường Đại học Tân Tạo đã có những bước đi bài bản và khoa học để các bạn sinh viên tương lai yên tâm với lựa chọn của mình. Đại học Tân Tạo chính là địa điểm diễn ra lễ trao học bổng Hoa Trạng Nguyên 2009-2010. Đón tiếp gần 1.000 Hoa Trạng Nguyên xuất sắc của khu vực miền Trung và miền Nam tới tham quan và nhận giải. Đặc biệt để tạo thuận lợi cho các bạn học sinh, trường còn tổ chức các buổi học thử để các bạn cảm nhận rõ sự hấp dẫn của chương trình học tại trường. Sự khác biệt mang tính đột phá trong hệ thống giáo dục của Đại học Tân Tạo có được phần lớn là nhờ vào công sức, tâm huyết của các thành viên ban cố vấn của nhà trường. Các ban cố vấn để mà cố vấn cho nhà sáng lập của trường Đại học Tân Tạo. Thì ban cố vấn này gồm có thứ nhất là giáo sư Malcolm Gillis, là nguyên hiệu trưởng của trường Đại học Rice. Đồng thời ông cũng là thành viên của rất nhiều cái nhóm chuyên môn về giáo dục của Mỹ. Cái người thứ hai là ông tiến sĩ John Vaughn, là đây là một tiến sĩ tâm lý học của trường Đại học Minnesota. Ông cũng đã được cái sự kêu gọi của ông Malcolm để mà cùng tham gia trong cái chương trình này. Thứ ba là ông Eugene Levy, tức là giáo sư này là cũng là một hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng của trường Đại học Rice, cũng tham gia vào cái chương trình này, và ông cũng là thành viên của cái hội đồng tư vấn của các cái nhóm NASA của bên Mỹ. Cái người thứ tư là ông Charles Henry, đây là một cái nguyên phó hiệu trưởng của trường Đại học Rice. Cũng là trường học Đại học Rice, và ông cũng là giám đốc hội đồng thư viện và lưu trữ thông tin. Cái người thứ năm là giáo sư Peter Lange. Giáo sư Peter Lange tới nay vẫn còn là ông hiệu trưởng của trường Đại học Duke ở bên North Carolina. Đây là một cái vị hiệu trưởng rất là tài ba trong một cái trường mà đã được đánh giá, được xếp hạng là hạng thứ 9 trong số các cái trường đại học ở bên Mỹ. Người thứ 6 là tôi về phía Việt Nam, và người thứ 7 dĩ nhiên là cái người sáng lập của Đại học Tân Tạo chúng ta là bà Đặng Thị Hoàng Yến. Thì hội đồng cố vấn làm việc rất là tích cực, phần lớn là qua email để trao đổi những cái ý tưởng với nhau, cũng như là góp ý các cái chương trình, mà đặc biệt là góp ý về trong giai đoạn đầu, góp ý về cái sự xây dựng và kiến trúc của trường Đại học Tân Tạo. Và tất cả đều được phối hợp bởi bà Đặng Thị Hoàng Yến, để mà thì cuối cùng là chúng ta có những cái quyết định rất là độc đáo để đi tới cái việc mà xây dựng cái trường Đại học Tân Tạo chúng ta có hiện nay. Đặc biệt trong danh sách ban cố vấn có một cái tên quen thuộc, đó là giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng danh dự trường Đại học An Giang và nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ, và nay là hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo. Ông nổi tiếng về các công trình nghiên cứu về lúa nước ở Việt Nam và trên thế giới. Ông cũng là thành viên của nhiều tổ chức uy tín trên thế giới như Rockefeller Foundation Hoa Kỳ, Aysen Institute of Management Philippines, International Potato Center Peru và International Rice Research Institute. Giáo sư Võ Tòng Xuân cũng đã được nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như nhà giáo nhân dân và anh hùng lao động. Với ban cố vấn là những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đại học trên thế giới, các bạn và quý phụ huynh sẽ an tâm về chất lượng đào tạo khi đăng ký vào đại học TTU rồi đấy. Đặc biệt, TTU vẫn đang trao cơ hội cho các bạn nhận học bổng toàn phần cho nguyện vọng 2 vào TTU. Để nắm rõ thông tin, các bạn hãy nhanh tay truy cập vào website www.ttu.edu.vn. Trong phần tiếp theo giới thiệu về trường Đại học Tân Tạo, mời quý vị đón xem phần 3 TTU vì tương lai, được phát sóng vào lúc 18:50 tối thứ hai, phát lại cùng giờ tối thứ tư, thứ sáu tuần sau trên kênh truyền hình VBC.